Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Chiếc áo đi muôn nơi của Ninh Dương Lan Ngọc. Ninh Dương Lan Ngọc là nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng được nhiều người yêu mến. Không chỉ biến hóa đa dạng trong các vai diễn, Lan Ngọc còn được biết đến là cô gái vô cùng lầy lội và hài hước. Đây cũng chính là điều mà team Cám Con, cộng đồng fan của Lan Ngọc thường xuyên nhắc về cô. Mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1990 vừa gây choáng khi mặc đồ ngủ, ngồi vỉa hè và quyết tâm bào hết óc Sài Gòn. Diện đồ ngủ đi ăn cùng bạn bè, Lan Ngọc vẫn nổi bật với làn da trắng ngần và nụ cười tươi. Vì cô thường xuyên xuất hiện lộng lẫy tại các sự kiện, những khoảnh khắc đời thường như thế này lại khiến cho Cám Con vô cùng thích thú. Ở phần bình luận, June Phạm cũng góp vui với bức ảnh lầy lội. Trong hình, Caric, June Phạm, Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy cùng nhau ăn uống vui vẻ. Cô em út thậm chí còn tạo dáng khùng điên với chiếc khăn tắm và bộ đồ ngủ không giống một ai.